đình mình đi chích ngừa, mình với ông xã với Jimmy, tại Jimmy phải bận đi mình công đi tác chích bên ngừa. Mỹ đó, bởi vì mình muốn em nó phải chích cái mũi thứ ba, bởi mình phải ráng đi sắp hàng. Mặc dù mình đã có cái hẹn January 6 á, thì mình có cái hẹn rồi, nhưng mà bữa nay mình muốn cho em nó phải có cái mũi thứ ba trước khi nó lên máy bay, nếu không nó không có chịu đứng sắp hàng như vậy như mình đâu. Mình sắp hàng 5 tiếng đồng hồ, 8 giờ 45 đến 2 giờ 41 phút mình mới được vô chích. Mình đã đợi từ lúc sáng chưa có tuyết, đến khi có tuyết rơi, mình cứ nghĩ trong lòng trời ơi, đợi một mũi chích ngừa để khỏi bị dịch, nhưng mà mình có bị cảm lạnh hay không. Nhưng mà rồi sau đó ông xã mình đã bị cảm lạnh vì đứng chờ 5 tiếng đồng hồ ngoài sân. Jimmy thì đứng giữ cái line, còn ông xã mình thì vô xe ngồi cũng được mấy lần. Còn mình thì đi quay phim cho cả nhà coi, nhưng mà rốt cuộc ông xã mình chịu không nổi rồi, ông xã mình ngã bệnh.